À, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang đứng tại con đường Phạm Hữu Lầu, là một con đường nối liền từ đường Nguyễn Hữu Thọ sang với đường Lê Văn Lương. Sau này cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ này sẽ được mở rộng là 40m, gọi là dọc theo dự án Zygate Nhà Bè. Thì Phước Sửu sẽ phân tích khoảng 5 yếu tố để quý anh chị lựa chọn dự án Zygate Nhà Bè là một cái tâm điểm để đầu tư, hoặc là quý anh chị là chọn là một nơi gọi là an cư lý tưởng, và gọi là một nơi để cho mình sinh sống và cho con em của mình học tập tại một cái môi trường tốt nhất. Sau đây Phước Sửu cùng với mọi người bay Laycam để cảm nhận được cái tiến độ gần nhất của dự án và phân tích cho quý anh chị những cái yếu tố mà quý anh chị có thể đầu tư ngay vào dự án này nhé. Hôm nay Phước Sửu sẽ phân tích chi tiết lại từ cái lúc mở bán đầu tiên của dự án Zygate Nhà Bè. Với quy mô lên đến là 350 hectare thì giai đoạn đầu tiên được mở bán vào đầu năm 2020. Và cái giai đoạn mở bán này thì chủ đầu tư tung ra khoảng hơn 300 sản phẩm, trong đó có shop house này, nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và một số cái dinh thự ven sông. Thì với số lượng booking khá nhiều, tỷ lệ gần như là một chọi đến 20, thì số lượng sản phẩm cũng được là chốt, và khoảng hơn 350 sản phẩm được khách hàng mua. Do là con đường Nguyễn Hữu Thọ là con đường 40m, và ngoài cái con đường Nguyễn Hữu Thọ ra thì sẽ có một con đường song song với đường Nguyễn Hữu Thọ, nên cái dãy shop house của mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ này á thì rất là hấp dẫn đối với khách đầu tư. Có 66 căn shop house và theo quy chuẩn ngang xây dựng là ngang 7 dài 18 là 162 mét vuông đất. Kết cấu xây dựng là khoảng 1 trệt 3 lầu sân thượng và có thang máy. Thì với cái thiết kế này thì rất là được rất là nhiều khách hàng lựa chọn, nên hiện tại cái mức giá của cái căn shop house này thì gần như là gấp đôi so với cái lúc mở bán cách đây đầu năm 2020. Và thêm một điểm cộng nữa đó là cho cái sự thiết kế tinh tế của ZF là phương án thiết kế mang thang máy, và thiết kế thang máy giống như vậy sẽ làm có lối đi riêng, và cho cái việc kinh doanh của những cái căn ở tầng trệt nó không liên quan gì đến những cái căn sử dụng ở bên trên, nên nó là làm cho cái sự riêng tư và thoải mái của khách hàng khi là vừa ở vừa cho thuê. Dòng sản phẩm tiếp theo hấp dẫn đó chính là nhà phố, gồm 66 căn nhà phố xây dựng và đầu lưng với 66 căn shop house ở phía trước, với độ cao trên lệch là 1 trệt 2 lầu và sân thượng. Đó là cái cách xây dựng ha. Cho nên sẽ giảm bớt đi sự ồn ào và khói bụi ở phía trước, và phù hợp với tính năng là dành để ở. Đối với hai loại hình, đối với loại hình nhà phố này thì cái diện tích là 7x7, 119 mét vuông đất. Loại hình tiếp theo nữa đó là loại hình biệt thự. Ở đây thì có hai loại hình biệt thự song lập, đó là 9,5x17, 162 mét vuông và 200 mét vuông 10x20. Đối với loại 162 mét vuông thì có 40 căn ngang 9,5 dài 17, và loại hình 200 mét vuông là loại hình mà chiếm số lượng nhiều nhất tại dự án, ngang 10 dài 20. Tiếp theo nữa đó là biệt thự đơn lập. Ở đây thì mình cũng có hai loại biệt thự đơn lập, đó là 250 mét vuông là 12,5x20, và một loại biệt thự đơn lập lớn là 300 mét vuông thì chỉ có khoảng 14 căn, và một số căn dinh thự là 300 mét vuông đất và 300 mét vuông sân vườn đối diện bờ sông. Thì ở đây những căn dinh thự như vậy thì số lượng có hạn, nên nó là ít có chủ nhân nào bán ra. Như Phước Sửu đã nói là Phước Sửu sẽ phân tích 5 yếu tố giúp cho GS Metro City tăng giá rất là nhanh chóng trong thời gian vừa qua. Thứ nhất là cách đại đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 5 phút di chuyển, từ dự án di chuyển về trung tâm quận nhất tầm khoảng 3 cây số.
Và nếu trong tương lai khi mà cái nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh thông tuyến rồi thì nó giải quyết rất là nhiều cái bài toán về kẹt xe khi mà di chuyển đi qua giai đoạn này, qua khu vực này ha. Bởi vì cái đường Nguyễn Hữu Thọ, cái nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ này đi thẳng xuống cảng biển quốc tế, cảng nước sâu của Hiệp Phước. Nhà Bè tương lai sẽ là một cái thành phố trong lòng thành phố. Yếu tố thứ tư đó là dự án mình được bao bọc bởi 44 con rạch. Do đó ngoài đường ngoài đường thì đông đúc xe cộ như thế nào, nhưng mà khi vào bên trong dự án thì rất là mát mẻ và trong lành. Và chủ đầu tư dự án vào năm 2007 được xếp hạng trên toàn thế giới, đó là một cái chủ đầu tư có uy tín và đứng thứ hai trong tổng 250 chủ đầu tư xây dựng hàng đầu trên thế giới. Trên tổng quỹ đất của dự án 350 hecta thì có số lượng sản phẩm đó là 770 sản phẩm thấp tầng, còn đa số gọi là sản phẩm cao tầng, còn lại là chung cư căn hộ nè, tòa nhà cao ốc văn phòng thương mại, dịch vụ mua sắm ăn uống, trường học quốc tế. Và mật độ xây dựng của dự án chỉ khoảng 30%, mang tới một cái mức sống là chuẩn thông minh, thiết kế một đại đô thị và theo dạng như là chuẩn quốc tế. Và giống như là ở đây thì sẽ tích hợp và sẽ được xây dựng như một cái Hàn Quốc thu nhỏ tại thành phố Nam Sài Gòn. Rồi bên cạnh đó, dự án đã dành ra khoảng 35 hecta để sử dụng các công trình tiện ích, bao gồm có là trung tâm thương mại nè, trường quốc tế nè, bệnh viện nè, các khu hành chính nè. Những cái tiện ích đó là dự án kèm theo là có khoảng 39 hecta là sử dụng là dùng làm mảng xanh, đó là chính là công viên nè. 66 hecta thì dành ra để làm hạ tầng bên trong dự án, cũng như là các quảng trường lớn là những cái trung tâm để sau này tổ chức những sự kiện cực kỳ lớn của thành phố Nam Sài Gòn. Do đó là không gian sẽ tạo ra rất là lớn trong cái khu GS Metro City. Chủ đầu tư còn phát triển theo công viên theo hình thức gọi là 4.0, theo rất là nhiều chủ đề. Ở 4 mùa thì sẽ có 4 loại hoa, có nhiều loại hoa theo mùa, và mùa nào thì sẽ có mùa đó sẽ có những cái màu hoa rất là rực rỡ. Những cái cổng chào của dự án đi vào là theo dọc theo cái đại lộ mùa xuân. Đại lộ mùa xuân này thì mình có thể có nhiều sắc thái hoa vào mùa xuân và cây cỏ rất tràn đầy sức sống. Vào buổi tối thì có những cái thác nước nhân tạo để bật sáng lung linh, dẫn vào trong những quảng trường để kết nối xuống những công viên ven sông. Tiếp theo đó nữa là nằm bên trong dự án mình có hai cái công viên mùa hè, và công viên mùa hè này thì sẽ có cái lối đi bộ dành cho cư dân. Những cái công viên này thì nó sát bờ sông, là nơi vui chơi trẻ em nè, khu tập thể dục thể thao. Công viên mùa thu thì mang đến một vẻ đẹp rất là mùa thu, nhiều cái cây lá rụng ở Hàn Quốc sẽ đưa về tại Việt Nam, chủ yếu là mang sắc thái là vàng úa, mục đích là sử dụng vào phục vụ vui chơi giải trí và đi bộ. Và tiếp theo nữa là công viên mùa đông trang trí theo màu trắng lạnh, tông mát ha, cho nên cư dân thể rất là nhiều địa điểm để thay đổi không gian trong một ngày, giống như là đủ 4 mùa để mình trải nghiệm khi mà mình đi qua 4 công viên. Ở đây chủ đầu tư phát triển công viên theo chủ đề khác nhau: công viên bí ẩn, công viên ánh sáng, công viên hoang dã. Rồi độ thoáng của khoảng không của ở đây thì chắc chắn là rất là nhiều và tuyệt vời hơn, để là giúp cho cái đời sống và sau khi một ngày làm việc mệt mỏi trở về, sẽ đây sẽ là một cái nơi tái tạo nguồn năng lượng và rất tốt sau một cái ngày làm việc rất là dài. Thì nói về cái giá của cái khu này thì gần như là tăng gấp đôi so với cái giá lúc đầu mở bán ra. Thì quý anh chị cần thêm thông tin về cái dự án Sai Gai Nhà Bè, hay là gọi là GS Metro City, thì alo ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Thì Phước Sửu sẽ cập nhật thông tin và sẽ để cho quý anh chị có nhiều sự lựa chọn khi chọn thành một khu dân cư đáng sống tại nơi đây. Và một điều đặc biệt là quý anh chị cần ra hàng hoặc là ký gửi sản phẩm, hãy là inbox ngay cho Phước Sửu, để Phước Sửu sẽ ra hàng một cách nhanh chóng và
gọi là chốt cái mức lời rất là cao cho quý anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều dự án sau.